Cô nghĩ cô đang làm gì ở nhà tôi đấy? Cô định nhen nhóm lại ngọn lửa tình cảm cũ hay gì? Cô không biết là tôi cũng đang ở đây à? Cô mất trí à? Cô bị điên hả? Tôi nhớ cô từng nói điều tương tự với một ai đó khác. Cô biết tình yêu có thể đam mê và mù quáng đến cỡ nào mà. Hơn ai hết, cô là người nên biết điều đó chứ. Dù gì hồ, anh còn tồi hơn cô ta nữa. Trần Hê Su, cô cứ chờ đó mà xem. Sớm thôi, cô sẽ phải quỳ gối van xin tôi tha thứ. Đừng lố bịch như thế, cô mới là người sẽ phải van xin tôi đấy. Cái gì? Cô muốn chết hả? Thôi nào. Dừng lại đi. Anh Inha, cậu làm gì ở đây thế Inha? Tôi đến để đón người phụ nữ của tôi sao nào? Bình đi thôi. Em đã gọi anh ta tới à? Đồ tồi nhà anh. Tôi là vợ của anh đấy. Hãy tỉnh táo lại đi. Em tới đó làm gì vậy? Em muốn thấy mẹ của em đã sống hạnh phúc và thành công thế nào. Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục với em. Em cần biết bằng cách nào mà bà ta có thể sống hạnh phúc và yên bình như vậy. Em tò mò đến mức không thể chịu được. Có vậy thôi sao? Không. Vậy sao? Em cũng muốn nói với Bộ trưởng Du về đứa con gái bí mật của vợ ông ta. Em nghĩ em làm như vậy thì có thể trả thù được à? Như vậy chưa thấm vào đâu so với những gì em đã phải trải qua. Em cần tiết lộ mẹ em là con người ác độc và ích kỷ thế nào. Chắc em sẽ thấy thoải mái hơn. Đương nhiên rồi. Em đoán là em sẽ thấy nhẹ bẫng, bay được cả lên trời ấy chứ. Anh biết điều em muốn là trả thù. Nhưng có phần nào trong em mong muốn được mẹ em chấp nhận không? Hê-su, ta ra ngoài hít thở không khí trong lành nào. Trời ạ, à, những việc nặng này cứ để đấy. Thôi đi, anh làm gì có sức? Sao lại không có sức? Có muốn anh thể hiện cho em thấy anh khỏe thế nào không? Sao anh lại đáng yêu đến thế chứ? Bắt đền, người đáng yêu phải là em mới đúng. Lại đây nào. Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. Hết giờ làm việc rồi mà. Hai người đang hôn nhau đấy à? Cho chúng tôi ít gà rán với bia rồi hai người cứ tiếp tục đi. Đã có chuyện gì sao? Hôm nay tôi cũng chỉ biết ngồi yên thôi. Vâng. Ta để yên cho chị ấy suy nghĩ đi. Được rồi. Lát nữa chúng ta cũng ăn ít gà và bia nhé. Nhất trí. Vậy là suốt thời gian qua, bà đã không biết tôi là con đẻ và Sê-dân là con gái giả sao? Làm sao có chuyện đó được chứ? Chủ tịch Ma đã tráo đổi kết quả xét nghiệm. Bà ta đã không biết mình là con gái sao? Bà ta định nói dối với mình đến bao giờ nữa? Bây giờ bà còn lôi cả chủ tịch vào chuyện này à? Đó là sự thật. Con phải tin mẹ Hê-su. Đừng bảo tôi phải tin hay không tin điều gì. Người đã phá vỡ niềm tin và phản bội tôi chính là bà. Hê-su, mẹ phải làm gì thì con mới tin mẹ đây? Đã lâu rồi chúng ta mới hẹn nhau ăn trưa nhỉ? Con không nhớ lần cuối cùng bố con mình hẹn nhau đấy.
Mẹ con sao vậy? Bố nên hỏi mẹ chuyện đó chứ. Có liên quan gì đến cái này không? Cái gì đây ạ? Tài liệu cá nhân về Trương Miso. Tên cũ của Sơ Du Kiêng là Du Min Du. Chồng cũ của Du Min Du là bố ruột của Trương Miso. Bố có thể tìm ra những thứ này mà không gặp khó khăn gì. Đây là thông tin mà lần trước anh đã nhờ tôi tìm hiểu về Phó Chủ tịch Sơ. Cảm ơn cô. Tôi biết là tôi đã tìm được người phù hợp để làm việc này mà. Bố, có phải Trương Hô Sin là bố ruột của con như trong tài liệu không? Trước khi con trả lời câu hỏi đó, hãy để con được hỏi bố một câu. Bố có tin những gì trong tài liệu này không? Bố thấy tức giận à? Tất nhiên là không rồi. Quá khứ là quá khứ. Bố đã yêu mẹ vì con người mà chính bà ấy đã, đang và sẽ là. Bố sẽ không bao giờ ngừng yêu bà ấy. Con không phải là Trương Miso. Con biết con bé ấy là ai không? Là ai? Trương Hê-su. Chắc là tôi già rồi. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi đã nói là tôi sẽ yêu cầu tái điều tra vụ án của Trương Hê-su 3 năm về trước. Tái điều tra sao? Tôi tưởng là vụ án đã khép lại rồi mà cô muốn mở lại sao? Lần này tôi sẽ tìm ra trách nhiệm thuộc về ai. Cô không biết là cô đang tự đào huyệt chôn mình à? Trợ lý An và Ji-ho có liên quan gì đó đến chuyện này. Cả hai người họ đều nói rằng cô là người đã ra lệnh cho họ đấy. Đó là điều mà bà muốn người ta tin vào. Sao tôi lại phải làm vậy? Bà muốn Hê-su oán hận mẹ đẻ của con bé và mưu đồ trả thù. Cô yêu cầu điều tra lại vụ án nhằm tìm ra kẻ đã gây nên chuyện này để chứng minh với con gái là cô vô tội ư? Sao một người mẹ có thể làm chuyện này với con gái của chính mình chứ? Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là Hê-su đã cảm thấy đau khổ và ghê tởm đến nhường nào rồi. Tôi chắc chắn rằng mỗi ngày đối với con bé đều là địa ngục và cơn giận của con bé đang bùng cháy. Người làm nên chuyện này là chủ tịch. Tôi sẽ khiến bà phải trả giá. Ai là người sẽ bắt Ma Hiêng Đức tôi phải chịu tội trước pháp luật? Bộ trưởng Bộ Tư pháp Du Bơm Sấp sao? Nếu đó là điều cần làm thì đúng vậy đấy. Cô là người đã đặt anh ta dưới quyền của tôi đấy, cô nhớ chứ? Hồi còn làm tổng trưởng công tố, anh ta đã tới gặp tôi và quỳ gối xin phục tùng đấy. Đừng quên điều đó. Ý bà là chồng tôi đã giúp bà che đậy vụ việc sao? Dù bơm sắt, sao anh có thể làm thế này chứ? Ma Hiên Đức, đổ cáo già. Phó Chủ tịch đã có cả đoạn video để chứng minh mình không phải là thủ phạm, nhưng sao lại không cho Hê-su biết chứ? Sao tôi có thể chứ?
Bà sợ cô ấy sẽ tổn thương hơn khi phát hiện ra rằng thủ phạm là Ji-ho sao? So với việc phải tin rằng mẹ ruột đã cố gắng sát hại mình, thì cô ấy sẽ đau lòng hơn hay là đỡ khổ tâm hơn nhỉ? Cậu ta là bố của con gái của con bé. Tôi phải nói với con bé là cậu ta đã cố gắng sát hại con bé thế nào chứ? Vậy phó chủ tịch sẽ nhận hết trách nhiệm sao? Ý cậu là sao? Ji-ho đang cố gắng biến chủ tịch thành người chủ mưu đứng sau vụ tai nạn của Hye-soo.